Xin trân trọng kính mời Vinh Phận tiến đến diễn đàn để được gặp gỡ cô bác. Xin cùng toàn thể quý vị, chắc cô bác mình cũng không có xa lạ gì Vinh Phận, có biệt danh là Siêu Mỏng, đi từ trên núi xuống đây cũng gặp ông nữa. Và giờ đây Vinh Phận đã xuất hiện rồi, mời quý vị mình ủng hộ cho Vinh Phận một tràng pháo tay đi ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và lời kính Đức Thầy. Và kính thưa bác ba đại diện trong gia đình, kính thưa quý bậc lão thành yêu kính, quý bậc trí thức hiền minh, quý bậc đạo cao đức cả, cùng tất cả cô bác anh chị em kính mến. Hôm nay vào ngày kỷ niệm cho người thân của bác ba, với tinh thần đồng đạo con một cha, cô bác đã trở về đây hiệp tâm cùng gia đình. Chút lát nữa cầu nguyện cho hương linh người quá giảng được tăng thêm phần phẩm vị nơi cảnh giới siêu hình. Vì thời gian cúng nguyện chưa đến, nhằm lợi ích cho người sống còn, nương theo chân lý giác ngộ và hồi hướng phước báo cho người siêu sinh, nên hôm nay gia đình bác ba tổ chức phiên trao đổi Phật Pháp để nhằm lợi ích chung. Thì thưa cô bác, kiếp con tầm trả nợ nhân sanh, vì bổn phận người tín đồ cố gắng thực hiện hoài bão trong khi Đức Thầy xa vắng. Thì buổi chia sẻ Phật Pháp hôm nay, nhìn phía trước đó thì đa phần là tất cả cô bác lớn tuổi, đáng như ông bà của con hoặc là cha mẹ của con. Nhưng quý vị đã vui lòng ngồi phía dưới lắng nghe trình bày của cháu, thì đây là một cái tấm lòng đạo cao tất cả quý vị đã thể hiện. Cháu xin thành thật ghi ơn. Bữa nay con sẽ trình bày hai câu giảng của Đức Thầy. Con giới thiệu trước, tại lúc này sao nó bị cái bệnh gì ưa quên quá hả? Mới có mũi thứ ba mà nó quên quá chàng quá. Thì con giới thiệu trước hai câu giảng là chút xíu con nói lòng giọng hồi lỡ có quên cô bác. Dứt mây tâm, dứt điều hờn ghét, gán cần chuyên niệm Phật làm lành. Rồi câu thứ nhất là dứt mây tâm, dứt điều hờn ghét. Câu giảng này được trích trong quyển thứ 5. Cái chữ dứt á, có nghĩa là bứt cho rời, là chặt cho đứt, không để cho dính bận, nó gọi là dứt. Mê tâm, chữ mê đó là lòng say đắm, tối. Mà tâm nó có nghĩa là lòng, mê tâm là lòng mình còn mê. Đức Phật lòng Ngài đã giác ngộ nên Ngài đã thành Phật. Chúng sinh cách Phật chỉ có ái hà biển mê. Phật tiên thánh muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy. Các ngài siêu thân nhẹ tách đường mây là các ngài không còn mê. Còn ở đây chúng ta trầm luân qua nghiệp càng gây thêm hoài. Hay trong cái bài ông Tham Tới Nhà, Đức Thầy nói lòng sắc son đây đó nõn nà, tâm não bích bê tha chậm trễ, nên giữa cái mê và cái giác, nếu ngày nào chúng sinh giác ngộ được là chúng sinh ngày đó sẽ là Phật. Thưa quý vị, cũng đồng thời là cái bụi tre, nhưng mà mình chặt một cây đó, mình cắm ở dưới nước cái chiếc xuồng đó ha, gọi nó là cây sào. Mà nếu như mà cắt nhà đó, để phía trên nó gọi là đòn tay hay là đòn dâm. Còn nếu như đưa cho cà gà ông táo mà hấp tấm tét, gọi nó là củi. Mà trẻ nhỏ nhỏ ra ăn cơm mình sẽ răng đó ha, gọi là tâm. Cũng đồng thời là tre, nhưng đặt vị trí nào thì nó có tên ở vị trí nấy. Vậy thì mê tâm là do gì? Chúng ta đặt cái vị trí mình ở trong cái cổ tục hoài, chúng ta không chịu lên cao cho nên còn ở đây hoài. Đọa trần bởi quen theo lối tục, mà Phật Thánh Tiên ở trên đó đặt cái vị trí siêu phàm nhờ đi ngược đường duyên. Tiên với tục dính liền mặt trái, nếu để gì phàm lộn lại là tiên. Nhưng do gì? Chắc có lẽ con để gì hoài cho nên con phàm. Cái này con với cô bác mình cố gắng mình lặt lên cái nữa để trở thành bình đồng tiên ha. Đúng. Đó là cái từ ngữ của mê tâm. Bây giờ mình mở rộng ra, mê tâm mà mê cái gì đây? Tâm mình mê cái gì? Trong tam giới, dục giới là 6 tầng trời, sắc giới là 18 tầng trời, vô sắc giới là 4 tầng trời, tổng cộng là 28 tầng trời. Mà Đức Thánh Ngài nói là trong tam giới không nơi yên ổn. Trong 28 tầng trời này còn ở trong luân hồi, người nào hoặc ở vị trí nào mà đắm sai cái đó đó, gọi là mê hết. Ở tiên mà tiên nữ tiên nam mà nhìn với nhau cũng gọi là mê nữa. Còn ở đây là lãnh vực của người tu, mình bàn cái sự đời. Mê đó nó có mê việc đời và mê việc đạo. Mê việc đời là
mê nhà cao cửa rộng thăng dinh nè, giường ruộng cò bay thẳng tiến nè, phải sao đó tôi ước mơ sao tôi có nhà khoảng chừng 3 lầu cũng được, rồi ước sao đó là tôi phải địa vị người ta phải tôn sùng tôi lên cao, rồi vợ là phải đẹp, rồi ăn phải ngon. Nói chung là ngũ dục trong cuộc đời nó là nhu cầu, là lòng tham đắm của con người trong thế tục. Đó là tính hay cái phần mà mê này nó cũng hơi lớn nha. Nhưng mà còn lại những cái phần mà nhỏ nhỏ cũng gọi là mê. Thí dụ như bữa nào mình ăn cơm đó mà thiếu ớt ăn cơm không được, bữa đó cũng mê nữa đó. Mê mà mê cái ớt cũng là mê luôn đó. Nốt nếu tính là mê là nói gì chứ mê. Bữa sáng nào mà không có cử cà phê đen mà chịu không nổi đó là cũng mê luôn đó. Còn bữa nào mà gặp nhau mà không uống nước trà được, bữa đó buồn đó là cũng mê luôn đó. Tại vì cái lớn cái nhỏ miễn là mê là tính hà. Đó. Rồi bây giờ khi mà chúng ta vướng nặng những cái sai đắm trong cuộc đời này mà không rứt được từ vị trí trên cao tới vị thấp, từ cái ăn mặc, từ cái chỗ mà địa vị ước mơ, thì khi mà trong tâm mình còn vướng bằng cái nào đó thì cái thứ nhất đó là tâm chúng ta sẽ bị khổ. Vì Đức Phật Ngài nói đó là chúng sinh mà chấp cái gì là khổ nấy. Thí dụ như chúng ta có 6 căn mà thường thường nó liên quan tới 6 trần. Cặp mắt mình nhìn đẹp đó là chúng ta thích, mà xấu chúng ta không ưa nhìn, cái đó là nó khổ cho cặp mắt của mình. Rồi bữa nào mà ăn ngon mình chịu, mà ăn dở mình không thích á, là cả như là cũng khổ. Thợ nấu đám dỗ là cái chị Út này là chị nấu ngon, năm sau phải chị Út nấu nữa tôi mới chịu đó, là cũng chắc cũng khổ. Vậy thì cái chắc đó là cái khổ. Mà thưa quý vị, cái chấp đó nó sẽ là một cái sự rào cản làm cho chúng ta khó mà chững bước lắm, đi đứng cảm thấy nó khó khăn. Thí dụ như mình lỡ ghiền một cái chai dầu đi, mà thường thường cái chai dầu Vinh Son đó để cho nó thông mũi thông não gì đó, để cho nó khỏe bớt nhức đầu, mà ghiền dầu ta nói chừng phút sức lần cái Vinh Son nặng gấp 2 luôn nữa, sức nó quá đà, nó hút cái liều bệnh nặng thêm. Người ta để là để cho mình sức đi bệnh, mà mình sức kiếp nó thành ghiền. Con đó con ghiền cái chai dầu hết, tôi cô bác 2 năm bỏ không được. Cái gì đâu mà chừng 30 giây hết cái, 30 giây hết cái, mà có cái gì cũng hết nữa. Nó quen cái hơi chịu nổi, nó thành cái ghiền. Mà cái ghiền này đó thưa quý vị, mình cảm thấy mặc dù nó nhỏ nghe, nhưng mà cảm thấy nó cũng bức rứt, cũng khó chịu lắm. Có cái ông bạn kia ông tổ chức đi Tây Ninh. Cô bác đi biết Tây Ninh là cái núi Bà Đen đó. Ông bác Sáu kia ổng mua cái vé đi, đi 3 ngày. Cái ngày thứ nhất đó là ổng lội cũng được, nhưng mà qua tới ngày thứ hai đó ổng lội hết nổi rồi. Mà ổng khoảng chừng 60 tuổi mà bà già 70, 80 qua mặt ổng dù dù. Tới đâu là ổng ngồi tới đó, tới đâu là ổng bước lên, mặt mày ổng chững đơ chứ. Rồi ổng trưởng đoàn nói bác Sáu à, sao mà qua ổng khỏe lắm, bữa nay ổng đi không nổi hết trơn vậy, mà mấy bà già lớn tuổi mà ổng qua mặt hết trơn rồi. Ông nói giờ là chú nói thì qua mới trả lời. Nói thiệt chứ chú đó, ở nhà tôi tốt lắm, xã hội thì khổ sở là tôi không bỏ ai chứ á, nhưng mà cái bệnh của tôi á là cái bệnh ghiền cà phê đen, nó khổ vậy đó. Ở nhà thì ngày nào tôi cũng ba cử cho nó, mà đi qua giờ không có chú nào cho tôi cử nào, cho nên làm như nó hết pin rồi, lội không nổi là do nhớ ba cà phê đen hoài. Cái anh trưởng đoàn nó chèn nó tưởng vụ gì, vụ này dễ mà, thôi ở đây đi nói mấy đệ hậu cần á, lên mua cho chú một bọc cà phê ông uống. Ông ngoắc lại ông nói cháu à, nói chủ quán cà phê cho đậm đậm giùm bác nha, tại hôm qua giờ chưa cử nào cho tao bù thêm miếng. Mà đến chừng mà ông uống vô một miếng cà phê rồi, nó nói giống như tỉnh hồn vậy đó, ông giọt cái dù qua mặt bà già lại liền. Cô bác thấy ông ý là ghiền cà phê đen mà đi Tây Ninh còn không nổi đó. Còn mình muốn đi Tây Phiên mà ghiền đủ thứ sao đi, phải không hai mấy cô mấy chú? À dạ. Dính cà phê đen đó, lúc mà đi Tây Ninh còn đi không được nó rồi, giờ muốn đi Tây Phương mà cái gì cũng khoái hết trơn, làm sao mà đi được. Nên khi mà chúng ta dính cái gì đó là cái tâm mình khổ cái nấy. Còn ông Năng Đà đó, cô bác thấy tu mà ông nhớ vợ không tu hành vậy đó. Chuyện của Năng Đà nha, đi tới đâu là nhớ vợ không, cho nên Đức Phật đưa lên thiên đàng thì nhớ thiên nữ, cuối cùng đưa xuống địa ngục gặp cháu dầu mới hết hồn hết vía, mới tỉnh mộng lại. Đó, ví dụ như chúng ta đắm cái gì đó ha, là cái như tâm trí chúng ta nó quằn vào chỗ đó hoài, thoát ly không được, rồi làm sao giảng sanh. Chuẩn bị giảng sanh nhớ má một tí sao giảng, rồi nhớ ba thằng tèo cũng ở lại tiếp tục, nó giảng cái gì nấu thì giảng. Chú Tiểu ở trên núi 18 năm với ông thầy,
tu hành ngon lắm. Ngày nào cũng tụng kinh rõ ràng và hạnh kiểm trang nghiêm, tại đâu gặp cảnh trần gian đâu. Rồi thấy mấy anh cọp ở trên núi cũng thấy, cũng hoài cũng biết. Bữa nọ thầy cũng dắt xuống núi, đến chừng gặp cái cô bán quán kia đi, chú tiểu 18 tuổi đó giờ chưa biết gặp con gái là gì chứ. Thấy lạ quá nữa thưa thầy, cái đó là cái gì vậy thầy? Ông thầy nói nó cọp đó con. Chú tiểu nói thầy, thầy nói sao đó, con thấy cọp ở trên mình nó dữ lắm, con nào con nấy nanh nó mốn mốn vậy, nó giật vô là chết. Mà con thấy cọp này sao nó hiền quá thầy. Thầy nói con thấy không tin này chắc không phải cọp đâu. Ông thầy nói con ơi con, cọp nó có hai loại, loại hiền loại dữ. Con cọp ở trên núi ha, nó quất con cái là con chết con mạng à. Con cọp này nó quất cái là mười đời cũng còn ở đây đây nó con. Gì mà cũng không tin nữa. Đây, ông thầy nói chứ cũng chưa có tin đâu, có biết cọp quất nào đâu biết. Đến chừng về trển cái tụng kinh sao gõ mỏ mà nó gớt nhiệt hoài à. Chưa có giờ xuống nhiệt mà ông gõ cái bon hoài. Ông thầy nói thằng này tụng kinh sao lạ quá ta. Xong rồi hỏi con à, sao tụng kinh trật nhiệt hoài vậy con? Nói thưa thầy con nói thiệt với thầy, bây giờ con nhớ con cọp trần gian quá à. Bây giờ thầy làm sao, bây giờ con mỗi lần tụng kinh con thấy nhớ con cọp chứ giờ tu hành hết rồi. Thôi thầy ơi để cho con với con nạp cái mạng con cho con cọp đó cho nó rồi. Cuối cùng là hoàn tục luôn. Cái đó là do đâu? Là do cái tâm mình nó còn mê. Dính cái gì là ở lại cái nấy. Thưa quý vị, vậy thì mê đó là trong cái ngũ dục trong cuộc đời này, ai mà nặng cái gì đó ha, là lòng chúng ta vẫn còn đa mang là khó mà thoát ly lắm. Đó là cái phần thứ nhất nha. Là nặng cái gì là chúng ta khổ cái nấy. Còn ghiền cái ly trà là chúng ta khổ vì trà. Còn ghiền về một cái ly cà phê đen thì khổ vì ly cà phê đen. Có cái vị tướng quân, ông xông pha nhiều chiến trận mà hiên ngang đến nỗi mà giật dây giữa dòng đó ha, nhưng mà khuôn mặt không thay đổi, có nghĩa là cái chết dao cày cổ cũng vẫn thản nhiên. Do những cái lần hiên ngang anh hùng đó mà cuối cùng thắng trận, đến chừng trở về nhà người ta tặng một cái bình bằng ngọc. Thì trong lúc ông uống sao ông vô tình ông rớt rời khỏi cái tay đi, nhưng mà cái nghề võ thiện xạ của tướng quân mà ông phóng qua bên kia ông chụp được cái bình ngọc, nhưng mà sắc mặt ông thay đổi liền. Cái ông bạn cặp bên nói ông ra giữa chiến trận mà giặc chuẩn bị chém mà ông đổi sắc mặt, vì cái bình này mà ông đổi sắc mặt. Ông nghe câu đó rồi ông đập cái bình tại chỗ. Ông nói cái chết mình không sợ, há chi cái bình này mình làm dính bạn thay đổi sắc mặt của con người. Vậy thì thưa quý vị, do đâu? Do ông dính cái bình cho nên là cái tâm ổng nó còn nặng nề chứ đó. Nó không phải là một tướng quân nữa mà thành một người hèn nhát, ái nghĩa một vật li ti không xứng đáng được đâu. Cho nên ở đây tóm lại, ai mà dính cái nào, nói chung là cái bệnh chung con bây giờ nó cũng dính tùm lum nha cô bác. Tại nói pháp nói chứ con giờ mê còn đóng ở trong đây nè. Tại vì mình nói đây để cho cô bác mình ai có gì mình sửa chứ con. Chứ nếu chúng ta là Phật Thánh là mình không mê. Còn chúng sinh thì mỗi người có cái mê khác nhau, không ai giống ai chứ á. Mỗi người cái mê cái nhiễm gì đó thì mình tự cố gắng mình biết, mình khắc phục trong lòng mình thôi, chứ đừng nói người ta biết nha. Người ta biết người ta thảy đó chết mình à. Một là ai mê cái gì khổ cái nấy. Cái thứ hai nữa đó, nếu chúng ta còn mê cái gì đó mình khó làm gương cho người khác lắm. Mình khuyên người ta mà mình còn trình ình để khuyên ai giờ. Hỏi đi bán thuốc ngứa thì mình mẩy mình cũng phải cho nó bóng chứ. Ở bán thuốc ngứa mà dở lên tay toàn là ghẻ không mà bán ai mua hả quý cô quý chú à. Bán thuốc ngứa thì mình cũng phải da thịt sao cho nó bóng vậy đó, rồi mình quảng cáo thuốc mới được. Bán thuốc ngứa thì ngứa đầy mình hết trơn, rồi mình bán rồi sao hết, mình trị mình không rồi làm sao hết được. Ở tới đây con nhớ cái mỗi chuyện này, chuyện của đồng đạo mình thôi nhưng mà không nói tên nha. Có ông chú đó nói chuyện đạo cũng hay lắm, cũng có gia đình có vợ có con mà nói đạo hay lắm, hạnh thì kiểm tốt. Nhưng mà cái ông còn ghiền điếu thuốc cũng bỏ không được. Mà không phải là ngày nào cũng hút nghe. Thí dụ gì nào xong con chuyện cái ông hút điếu ghiêng ghiêng mình lên á, thằng con nó biết. Rồi ông nghĩ mình á là hút thuốc này lâu ngày nó nắm phổi bệnh hoạn. Cho nên kêu con à, nhớ là con đừng theo cái việc của cha nữa. Mà con nó cứ hút thuốc hoài nó không nghe lời ổng. Ông hút chừng ngày chừng 3-4 điếu, nó hút ngày cả gấu vậy đó. Ông gầy ông la, ông nói con là hút thuốc nó nắm phổi, hút thuốc vô á cái mùi hôi á, cái miệng nó bốc ra khó chịu lắm. Thằng nhỏ nói ông nói con hút hút mà la hoài nó không nghe, cái ông tức cũng la nó. Ông nói đó, tao nói ai cũng nghe chứ á, mày con của tao tao nói mày không nghe. Thằng nhỏ nói tại vì ông thiếu đức cho nên tôi không nghe.
Ông nói tao tu 30 năm nói đạo trợ duyên biết như người tu làm gì thiếu đức. Nhỏ nói ông không thiếu đức sao mỗi lần ông thức là ông điếu đó. Thiếu đức là thức điếu, thiếu đức là thức điếu. Ông khuyên con bỏ thuốc mà ông sáng ông thức vậy ông chưa cúng là ông quất điếu rồi, ông khuyên cái gì mà khuyên. Hai mấy cô chị, thiếu đức là thức điếu đó, là vậy đó. Cái chính. Cho nên bây giờ là chúng ta nhớ là thức không còn điếu nào mình có khuyên ta bỏ thuốc nữa hay huynh. Rồi cái đó là cái đại diện, còn những cái việc khác đó nghe. Mình muốn khuyên người ta cái gì, trước tiên mình phải bỏ cái nấy mới được. Còn thầy đó, ông ghiền kiển nha, ông nguyên cái săn kiển nữa. Cô nội cô có thằng con trai mà học không lo học, mà nó lo nó ngắm ba cây mai với ba cái cây nguyệt quế hoài ha. Rồi nói hoài không nghe, mới dắt lên trên ông thầy kêu nhờ ông thầy đức độ đó, khuyên nhỏ cho nó bỏ. Đến chừng gặp nhỏ rồi nó thôi cô dắt nó về đi, hẹn tuần sau trở lên rồi tôi nói cho nó nghe. Rồi đến chừng tuần sau quay trở lại ông cũng nói thôi thêm tuần nữa đi, rồi hai tuần. Đến chừng mà hai tuần là đúng nửa tháng rồi, ông gặp ông nói con à, gắn lo học hành đi, sự nghiệp tương lai đừng chơi ba cái kiển này, mẹ con không ai nuôi. Nhỏ nói dạ con nghe lời thầy. Bà già ông nói chàng ơi, tưởng đâu có phép màu con câu này, thôi nửa tháng trước ta nói cho rồi đi, không cái tháng tuần nào cũng mắc lên mà nói con câu một hà. Ông nói hỏi hai tuần trước làm sao tôi nói được, nó mê có hai cái kiển tôi nguyên một giường tôi nói sao nó nghe. Tôi là đại ca kiển này, bây giờ tôi khuyên nó từng đầu rồi tôi dẹp hơn nữa, rồi từng sau tôi dẹp hơn nữa, bây giờ không còn cái nào tôi mới khuyên nó được. Chứ giờ tôi khuyên nó nghĩ chơi kiển nó ra nó nhìn nhóc hết trơn, mày làm gì nó nghe lời tôi. Nên giờ là tôi phải chịu khó là tôi hy sinh dẹp hết ba cái kiển tôi giấu tôi gãy hết trơn rồi, giờ tôi khuyên nó mới được. Nên là chúng ta muốn giác ngộ cho ai đó thì mình cũng phải dứt cái mê gì đó, như vậy đó là chúng ta mới có đủ năng lực, là cái phần thứ hai nha. Bây giờ cái phần thứ ba, nếu như chúng ta còn mê đắm cái gì trong cõi đời này thì cái con đường ngoại đạo chúng ta nó kế bên không xa. 50 năm chưa chắc ăn, 70 năm chưa chắc ăn, nếu như trong lòng chúng ta còn dính bận cái gì trong tâm tư thì cái đó dắt chúng ta vào con đường quần tục. Cho nên ông Hai Tinh Sĩ bảo tâm vọng rất là nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm như ôm rắn độc mà nằm thân kia chẳng biết hòa lâm lúc nào. Tại vì nó còn ở trong tâm tư chúng ta chưa có thoát ly ra được thì một ngày nào nó ngộ cảnh là chúng ta sẽ chết. Thưa cô bác anh chị em, ở trong cuộc đời này khi mà người tu đó, Đức Phật nói là mỗi người có một cái nghiệp khác nhau. Nếu chúng ta không quá giải hết ở trong tâm hồn, buông xả những cái mê si đó thì cái nghiệp đó nó sẽ dắt cho chúng ta trở lại con đường thế tục. Ngày xưa ông Từ Thức đó đăng tiên gặp được Giáng Hương rồi, hai người mới gá nghĩa ở trên cái cung tiên trận. Thì bây giờ Giáng Hương á tế lễ hàng năm là phải về chầu Tây Dương Mẫu, dặn Từ Thức đó chàng ơi ở lại nhớ là đừng có mở cửa nhìn ra phía sau nghe chàng, ở trước đi vòng vòng đi rồi thiếp đi chầu Tây Dương Mẫu rồi thiếp sẽ quay trở lại, chàng nhớ là đừng có mở cửa dòm ra phía sau nghe, dặn 3 lần vậy đó, dặn 3 lần sợ Từ Thức quên. Nhưng mà lúc mà Giáng Hương đi rồi thì ở nhà Từ Thức của mình ơn lủi thủi cũng buồn. Mà Giáng Hương dặn cái gì ở phía sau mà không cho mở cửa, biết đâu ngọc ngà châu báu vòng vàng hay là cái gì đẹp hơn, tính cách giữ xài mình nói gì thôi lén mở cửa dầm thử, lén mở cửa nhìn ở phía sau. Cái phía sau đó là gì? Là cái cảnh trần gian, quê hương xứ sở nơi sinh nhau cho các cúng, nơi mà mình đã có mặt ở cuộc đời. Lúc bây giờ mới nhớ lại cha con tình thâm những cái gì trong cuộc sống. Khi mà cái lòng thế tục nó rạo vực nó sống trở lại thì bắt đầu con đường tiên gia nó chặt đứt kể từ đây. Đến chừng mà Giáng Hương về xong, nàng ơi thôi ta trở về dương thế, ta không ở đây nữa. Giáng Hương nói nếu như mà chàng mà trở lại đó, không bao giờ chàng lên trên đây nữa. Cuối cùng cũng đồng ý. Rồi do gì ngoái cửa sau mà dần một lần đó mà quần tục trở lại cái cuộc sống của trần gian, bạch dứt nẻo thiên đàng luôn. Bởi trong sách người ta bảo cái câu là trách chàng Từ Thức dụng si, đã lên tiên cảnh mà về chi khỏi trần. Đã có cơ hội đăng tiên rồi mà do gì ngoái lại cái cửa sau mà quay trở lại tục. Thưa quý vị, coi chừng Từ Thức là mình đó nghe, coi chừng nhớ mình lén lén mình mở cửa sau hoài đó là nguyên à. Cái cửa trước là cái cửa của con đường đạo đức, cái nơi mà tốt đẹp, cái nơi mà giúp cho chúng ta được thanh cao địa vị, cái nơi mà làm cho chúng ta sáng danh đạo, rạng danh đời, làm cho nhân loại được hạnh phúc an vui. Đó là cái cửa trước.
là tượng trưng cho con đường đạo. Cho nên thánh nhân bảo đó, nếu như cái người muốn giữ cái hạnh cao khiết đó, là hãy chọn cái vị trí đi, vị trí đứng và lời nói cho mình lúc nào cũng thanh bay, thì vị trí đó tự nhiên mình có. Thánh nhân bảo như thế này: nhãn phi lễ bất nghĩa chi kiến, nghĩa là cặp mắt mà gặp cái gì không phải lễ đó, thà nhắm lại chứ không được nhìn. Khẩu phi nghĩa bất lễ chi ngôn, lời nói ra không phải đạo, thà làm thinh không nên nói. Thân phi đạo bất lễ chi xứ, có nghĩa là nơi đó không phải đạo, thà là đứng chỗ chứ không nên đến, để giữ cái hạnh cao quý của mình vậy đó. Đó là cái con đường tiến ở phía trước. Còn ngoái cửa sau là gì? Là cái nghiệp của mình nó còn đó. Những cái gì mà mình thích ở trong lòng là mình ngoái lại coi chừng cửa sau đó. Nhớ đốt hiếu, nhớ ba cà phê đen, đừng ngoái dùm tôi thế nghe. Ngoái lại sáng là ngoái vào quán là ngoái cà phê đen nữa đó. Đó. Rồi bây giờ đó là nhớ là mỗi người tu, xin thưa quý vị, không khéo đó, là ông Hai Tâm Sĩ nói là tự tay nấu cạn thuốc linh trong lò. Nghe câu này thấm. Nấu thuốc bắc đó mà sơ sẩy trong vòng một phút thôi là cạn cái ấm thuốc mình liền. Nó mau khô lắm. Công trình tu của chúng ta 50 năm, tiếng tâm đang lừng lẫy gì đó, ai cũng quý trọng, nhưng mà chịch chút xíu là cái tiếng lừng lẫy nó phản ngược trở lại, nó cũng lừng lẫy mà lừng lẫy cách khác. Tại sao tu 20 năm, 30 năm công phu dày dặn mà cái khổ đau trong lòng chưa dứt được, là do cái mê tâm mình không hết. Nó còn dính bằng một cái vật nhỏ gì đó, chi ly hoài mà khó thoát ly. Bị dính bằng dù là vật nhỏ cũng không thông thả hoàn toàn, trong lòng còn chút điêu mang thì còn trở ngại trên đường siêu sinh. Bây giờ ở phía sau của con là cái dàn tu sĩ trẻ nhóc ở trên nè. Con cũng đang sống độc thân. Nhưng mà xin thưa quý vị, tại đặt cái từ mà tu sĩ, thật sự ai cũng cư sĩ chứ á. Độc thân hay là có gia đình cũng đều là cư sĩ tại gia. Nhưng tại cái từ này ai dùng là trước nó quen, thành ra những người độc thân là tu sĩ, có gia đình cư sĩ. Con nghĩ xin thưa là cư sĩ hết trơn nó mới hợp. Có gia đình hay độc thân cũng là cư sĩ, nhưng mà cái từ nó quen. Bây giờ mới để phía sau con với con nè, chưa có gia đình. Xin thưa quý vị, chưa có chắc đâu. Chưa có chắc là mình tới cái ngày mà nhắm mắt mà mình còn gì đâu, chưa chắc. Nhiều khi cái đó hình như nó chưa có trúng đối tượng mình hay sao, Đạo Linh. Nói sao, nói siêu mỏng mấy anh em trẻ trẻ tu hoài mà không thương cô nào chứ. Con nói tại nó chưa đúng giá thôi. Phải không? Chưa đúng cái giá yêu cầu. Ví dụ như bây giờ cây kiển của tôi là cái kiển 10 triệu mà trả có 2 triệu, sao tôi bán? Coi chừng ta trả 12 triệu lại lên đường nữa nha. Bứng gốc mà bứng rễ luôn á. Bứng đắt giao cho người ta luôn đó. Thấy anh Mẩm, nó đúng giá là dễ lên đường lắm. Hỏi bây giờ tôi, ví dụ quý vị, tôi xấu nhưng mà tôi cũng có duyên cái bộ, phải không? Nhỏ đó nó thương tôi tàn là sức môi với mặt đang xì, sao tôi thương nó? Ít ra cũng phải là tay thi với việc chinh đồ, phải không? Cũng mà nặng đẹp đẹp cái đó mới rụng đầu tóc tôi được chứ, sơ sao rụng được. Vậy thì cái gì cũng vậy, nó có đối tượng. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, trong lòng thí dụ chúng ta còn nặng tình đó ha, thì mình cố gắng mình bảo vệ làm sao đó nghe. Chứ gặp đối thủ mạnh là mình lên đường đó huynh. Đó, chết là cái chỗ đối thủ mạnh nó trúng đối tượng. Còn nếu như trong lòng của mình không còn tình đó ha, dù cho hằng Nga tái thế cũng không sao. Mà ngặt cái nó còn tình ở trong lòng đó, cho nên là chúng ta thua là thua vậy. Còn ai mà nặng về vật chất đó ha, xin thưa, nhiều khi người ta cho mình 100.000 không lấy, 1 triệu bạc cũng không lấy nữa. Rồi tôi tu trần gian, tôi bàn tay tôi làm mà cũng khỏi thọ nhận ai chứ. Bữa nào cho chừng 500 triệu thử coi, cho chừng tỷ coi lòng mình thấy sao. Đi dọc đường thấy gớt chừng 500.000 không lụm, mà bữa nào mà thấy cọc chừng 50 triệu có lụm không biết liền. Nó lụm gì, đi làm từ thiện, chưa chắc làm từ thiện. Cái lòng thao chúng ta nó nổi lên. Vậy thì thưa quý vị, nó còn cái gì trong lòng đó nha, cái đó nó giết mình đó. Còn cái gì là cái đó nó làm cho mình hoại đạo. Cho nên là ông vua A Dục á, thời lúc mà ông chưa tu đó, ông khắc nghiệt lắm. Những cái người mà ông thương đó nha, ông đem lên trên núi á, ông vui ở trên đó đó. Thì bây giờ những cái bậc mà tiên gia tu hành mà chưa đoạn được căn nhất trần đó, ngủ thông hết trơn rồi, bay dèo hết trơn. Đang bay ngang gặp mấy cái cô mà đẹp quá đẹp đó, nhìn xuống ở trên giống như mà chim mà gãy cánh gì đó, rớt xuống. Ông vua ông nói cái chỗ này là chỗ của ta hưởng thụ, mà mấy ông từ đâu xuất hiện chặt tay chặt chân hết trơn.
Hỏi sao vậy? Nó là một ông đó nhìn thấy sắc đẹp trong lòng còn gớt xuống. Ông kia thấy cái mùi thơm bốc lên, ông chịu nổi gớt xuống. Vậy thì mỗi người chúng ta có cái nhiễm khác nhau. Nên ở đây mình cố gắng mình giữ gìn để con đường ngoại đạo của chúng ta. Thưa quý vị, vậy thì ở đây là trên bước đường tu tập đó, Đức Thầy dạy mình hãy gắng cố gắng là chúng ta dứt mê tâm. Dứt mê tâm, nhìn thấy những cái phần mà nãy giờ con diễn tả, không có gì là hạnh phúc chứ á. Dướng bận là tâm khổ nè, dướng bận là không làm gương, mà dướng bận là cái công tu của mình một 80 năm nhưng mà một chút xíu thôi, bất chợt thôi là coi như bỏ tất cả. Nên Thầy nói là đắm sai một phút cõi lành xa. Rồi bây giờ tiếp tục con mở thêm phần này nữa, nó cũng hơi lạ lạ nha. Cái này là cái suy nghĩ riêng của con, cô bác có gì sai cô bác mình dạy lại giùm con nghe. Cái này là cái tự con suy nghĩ. Con nói bây giờ trên cuộc đời này là cái nhu cầu trong cuộc sống. Cái người tu của mình á, dù tu cách mấy đi nữa nó cũng có trong nhu cầu cuộc sống. Vậy thì cái người nào được quyền mê, cái người nào không được quyền mê. Cũng đồng thời trong ngũ dục mà có người mê được nha, có người không cho phép mê mà có người cho phép mê. Ở đây là theo cái nghĩ của con nha. Cái người mà mê được đó, không có vi phạm lỗi lầm, có quyền mê là ai đâu? Là những người tu trong cái luân hồi sinh tử. Đồng thời là hai cách tu. Một là tu giải thoát, hai tu trong luân hồi. Người nào chấp nhận chịu luân hồi đầu sanh tái kiếp qua thứ hai lần làm người nữa ha, cứ diệt mê. Anh uống nước trà, anh mê cờ tướng, đánh bi da, hay là anh sắc đẹp, vợ con ngoan, nhà cao cửa rộng, anh có quyền mê nhưng mà anh chấp nhận luân hồi sanh tử. Đó, được, không có lỗi. Là mình chấp nhận cuộc đời luân hồi sanh tử. Tôi ghiền một cái ly cà phê đen, tôi chấp nhận tôi ghiền, đời sau tôi trở lên làm người tôi uống tiếp tục nữa. Chứ bây giờ trên cực lạc làm gì có phải đen cho anh uống. Đó là dành cho những người muốn tu cái hạnh luân hồi thì có quyền ở đây nhiễm. Không có sao, không có trái đạo. Anh đánh cờ tướng tối ngày cũng không sao chứ nó không có tội. Nhưng mà anh sẽ đầu thai trở lại tiếp tục anh đánh cờ tướng nữa. Chịu không chịu thì cứ việc đánh cờ tướng. Còn phần thứ hai, ai mà chọn con đường tu hạnh giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi, một trái ớt cũng không được mê nữa. Đó là cái phần tuyệt đối không có gì. Một trái ớt cũng không được mê. Nhưng mà bây giờ mình mở rộng, ai mà đang sống trong cái bệ thối, đừng có dướng bận từ trước giờ. Thí dụ như không nhà nè, không cửa nè, không vợ nè, không con nè, đơn thân độc mã, thì chúng ta nhớ giữ cái hạnh này đi hoài tu. Còn nếu như ai lỡ có gia đình rồi, cũng như đạo linh, như Đức Hiếu, cũng như mấy bác mấy chú ở đây, xin thưa giải thoát cũng vẫn được luôn. Không phải lập gia đình mà không giải thoát. Xin thưa, con mới lập gia đình giải thoát được. Có vợ, con nói bây giờ dù cho ba cái cô vợ đẹp ở chung nhà đi nữa cũng giải thoát được luôn. Dù cho chúng ta đang hưởng thụ cái nhà 18 tầng lầu cũng giải thoát được luôn. Dù cho mình đang có một chiếc xe du lịch, cái lộ diện nó mất tiền cũng giải thoát được luôn. Nhưng mà chúng ta phải biết cách nha, chứ không phải mà ở trong đó mà giải thoát nha. Đó. Bây giờ chúng ta có ba người vợ đẹp, chúng ta có nhà 18 lầu, có chiếc xe, nhưng mà vì bổn phận, vì trách nhiệm mà trợ duyên nhau thôi. Đừng mê thì anh có quyền anh giải thoát. Anh đang hưởng thụ 18 tầng lầu mà anh không mê 18 tầng lầu, anh giải thoát. Anh đang ở rằng ba cô vợ đẹp như Tây Thi mà anh không mê không nhiễm thì anh cũng giải thoát như thường. Chứ còn mà mê Tây Thi thì ở lại nha. Có nghĩa là ở chung nhưng mà đừng nhiễm thì giải thoát. Con thí dụ gì? Cái bông bóng bay nó nhờ đâu? Là cái nhờ khí đá phải không anh Đức Hiếu? Bông bóng bay là nhờ khí đá. Nếu như mà cái lượng khí đá trong bông bóng nó nhiều thì chúng ta lấy nhựa dây chúng ta cột cái cây này cây nọ, mà cái lực nó yếu thì bông bóng bay nó vẫn bay như thường. Cái lực bông bóng nó nhiều thì cái cột ở dưới nó nhẹ thì nó vẫn bay như thường. Không sao, cho cột 5-6 cái cây đi nữa mà cái cây này nó lực nó nhẹ quá, lực bong bóng bay mạnh hơn thì có nghĩa bong bóng nó vẫn bay. Còn nếu như cái lực bong bóng bay ở trong nó ít, mình cột những cục đất thôi là cái như nằm tại chỗ bay không được.
Thì cái lý đạo cũng vậy. Nếu như chúng ta ở chung trong vợ con, hoàn cảnh tài sản gì đó, nhưng mà lòng chúng ta không niệm, thì những cái lực này nó không cản trở gì được trơn. Chúng ta sẽ là bong bóng bay, cái lượng khí đá vẫn bay lên. Tại sao gia đình bàn Long Quẩn, hai vợ chồng, hai đứa con, ta giải thoát tự tại? Có chứ bộ. Thì đây là những cái tấm gương mà ta giải thoát có. Nhưng mà tại vì mình bị trói cột cho nên mình ở đây thôi. Đó. Thì bây giờ làm sao đó? Nếu như chúng ta mà bị cột, con nói cột mà một trái ớt thôi vẫn còn ở lại, đừng nói chi mà cột nhiều. Thì tất cả trên cuộc đời này, dù tình tài danh lợi đi nữa, nếu nhiễm vẫn còn ở lại. Còn bây giờ nói mở rộng hơn, cái bệnh này là bệnh con với chú Tư Phương, với chú Năm Tiếp này, với bác Hai Phước nè. Cái bệnh của mấy ông giảng viên mà cho mình giảng viên nó ở lại nữa, tiếp tục cột trong cái kiến thức là ở lại nữa. Có nghĩa là chúng ta phải rời kiến thức, nghĩ như đây là trách nhiệm bổn phận đi chia sẻ Phật Pháp thôi. Chứ nếu trách mình là ông giảng viên nha, chút xíu thôi, phải cho tôi ngồi cái bàn giảng viên chứ. Đồ ăn phải thái khá, tại tôi giảng viên mà. Tôi nãy tôi nói chuyện có tiếng hồ mệt chút xíu, phải đem ba cái trà sữa rồi tôi uống, nó bồi dưỡng lại. Thấy không? Vậy đó, ở lại tiếp tục nữa. Bây giờ làm sao đó, giảng viên giảng găng vẫn biết mà phải hòa đồng hết chứ. Cuộc sống cái người tu là phải hòa hảo. Đó. Có cái cô nội bị giặc bắt. Thì cái tướng giặc đó, mới dùng dây xích cứ trói hoài, cổ cứ la hoài, la ngày này qua ngày kia cứ la mãi. Thì có ông tướng quân đóng tâm lý lắm, ông nói thôi để tôi có cách, tháo cái dây xích đó ra đừng trói, mà hãy lấy cái cùm bằng ngọc cột cổ đi, rồi từ đó tới sau không còn la tiếng nào chứ. Nó cái cùm bằng ngọc, ngọc vàng nó quý, cột vô đây, tháo ra nó mắc ba cái này uổng, thà bị trói nhưng mà ngọc ngà ở trong tay mình. Thưa quý vị, cột bằng dây sắt thì không chịu, mà cột bằng ngọc chịu. Nhưng mà tóm lại cũng vẫn là bị cột thôi, mà tại không biết. Hả, không biết chú với anh, bị cột thôi. Vậy thì bây giờ, không nói đạo, hay là nói đạo giảng viên hay không giảng viên, mà nếu chắc là vẫn bị cột như thường. Đó. Nếu như nghĩ mình là thông minh sáng suốt, mình xem thường những người thấp hơn mình đó là mình bị cột đó. Giống như cột mà cột cái cùm bằng ngọc, cũng chẳng bị chối hà, tài ba gì. Nên nhà Phật nói cái đó là sở tri trướng đó. Ông A Nan theo Phật 30 năm do sở tri trướng đó mà không đắc đạo đó. Tại vì mình là thông minh cái gì cũng biết, chứ Phật nói giống như cái cùng băng xã này đó. Nhưng mà cuối cùng không ngộ đạo là do chấp cái kiến thức. À, nên ở đây là trên bước đường tu chúng ta là phải xả từ cảnh đời này, và xả luôn cái kiến thức, xả luôn cái địa vị của mình được như vậy ngon. Cung vàng đi ngọc, Đức Phật lúc Thái tử ngài đã xả là một. Rồi tu có mấy ngày, ông Anuma chỉ có một đêm thôi là ông đắc được tứ thiền. Ông này ông nói tu mấy năm nay chưa có đạt được, ông có đêm một mà được. Giao đồ chúng, Sĩ Đạt Ta cũng không chịu. Nghĩ ở chỗ này cũng là trong cái sanh tử nữa nè. Rồi thời gian Quốc Đại Long Pháp tu có thời gian mà đạt đến tứ thiền ở trên kia nữa kìa. Giao cho Thái tử cũng không chịu. Ngài xả luôn, như vậy ngài mới là thành Phật được. Còn mình giờ đưa mình lên cái mình phái lỡ đây nữa. Nên từ cái chỗ này, cái người tu chúng ta đó, nếu như cái hạnh ai tu mà chấp nhận cho cuộc đời của mình là sanh tử luân hồi tái kiếp sau, thì mình mê mình hưởng, đó là quyền của mình. Còn nếu như ai mà muốn tu giải thoát, thì nếu như ai mà đơn thân không có bị ràng buộc gì hết trơn đó, nhớ giữ cái hạnh này hoài cho tới suốt cuộc đời là giải thoát. Còn ai lỡ trong ràng buộc có vợ con chồng của cải rồi đó, thì sống bổn phận, tâm hồn chúng ta thanh thản, thì cái người đó cũng giải thoát sanh tử trong kiếp này luôn. Đó là giải thoát. Tại giải thoát không tháo không dính bặn, chứ không phải có vợ mà không giải thoát, có vợ cũng vẫn giải thoát, nhưng mà biết cách sống, biết tình nghĩa, biết tu nhau thì người đó sẽ giải thoát. Vậy thì thưa quý vị, cái phần đó là cái câu, cái từ của dứt mê tâm. Được vậy là chúng ta dứt mê tâm. Rồi bây giờ dứt điều hờn ghét. Hờn ghét là cái gì? Cái chữ hờn á có nghĩa là giận ở trong lòng, không vui. Đôi lúc nhiều khi nó lộ ra cái nét mặt bên ngoài, gặp mặt mà ngoái bên, gặp mặt cái xú sĩ rồi biết là nó hờn mình. Người ta gặp là người ta vui vẻ, người ta bắt mặt mừng, mà gặp cái mặt miếu xẹo bên là biết mình với đó có vụ gì rồi đó. Hai ông đang đi với nhau mà vừa tới bên cái ông kia ngồi xuống sửa cái đôi dép là biết có vụ gì rồi đó. Thiếu gì giờ sửa dép không, tự nhiên đối mặt nhau ngồi xuống sửa dép, ông này ông né ông kia là hờn nhau rồi đó. Còn cái chữ ghét là không ưa, cái này là thù hơn cái chữ hờn nha. Hờn hờn gặp bàn này ngồi bàn kia đau lưng nha, được ghét, nó nói có mặt ông này là không có tôi đó.
tới cái vụ đó đó. Vậy thì thưa quý vị, ghét là cái gì, hờn là cái gì? Cái ghét, cái hờn sở dĩ nó còn là do đâu? Đạo Linh, là do cái chỗ mê tâm mình nãy. Anh Đức Hiếu, là do cái mê tâm mình còn cho nên hờn ghét nó mới có đó. Còn chừng nào mà mê tâm nó hết, hờn ghét đâu có còn đâu. Mê tâm nó là cái gốc, mà hờn ghét là cái ngọn. Nếu chúng ta mà cứ gặp nhau mà dặn chút xíu năn nỉ, hết chút xíu mai mốt sẽ ghét nữa. Là tại vì cái gốc mê nó còn. Mà mê cái gì? Tôi là cũng địa vị cao mà họ không nói xấu tôi cho nên gặp không ưa. Thấy không? Tôi cũng có địa vị, cũng có xui gia chứ nói chuyện không có lễ độ chứ không cung kính chứ là tôi không ưa. Không. Đó. Rồi bây giờ đó, cái chỗ này là cái nồi cơm của tôi, là tới ông dịch cái nồi cơm tôi là ghét, không ưa, không độ trời chung đó nha. Đó. Cái chỗ này là uy tín của tôi nè, nói đạo ai cũng phái chứ không lợi, nói hay tôi là người ta chiếm khách của tôi chứ là không ưa. Nó ganh tị với nhau từ đồng đạo luôn á quý vị, chứ không phải mà đời đâu. Ở đây là mình bàn vô đồng đạo thôi, tại vì đời trần gian là cái việc đó, lúc con không tu cũng tùm lum hết trơn. Mình miễn bàn đi, tại đời mình không tu nó nhiều cái tội, là không có sách vở nào mà nói được. Bây giờ mình nói lãnh vực của người tu thôi. Cái người tu mà mình còn dính cái này dính cái kia hoài, ở đâu là cũng do gì cái bản ngã của mình không à. Do gì cái mê tâm mình, mê cái danh của mình cao quá cho nên người ta nói chạm tới mình là mình ghét người ta. Còn bây giờ đó là cái chỗ này là cái địa vị của tôi, đạo hạnh của tôi mà người ta lại người ta chiếm hết trơn. Con kể dù đi núi con không nói tên, con sợ đụng chạm lắm. Nhưng giờ nói tên chắc có lẽ là mấy ổng cũng không biết đâu, tại mình nói đây mà. Ở xứ xa không biết. Hỏi đi núi chuyến đó con bị nhức đầu luôn, hai cái đòn mà trụng nhau mà hai ông này không ưa nhau. Sẵn ở nhà rồi mà khiến sao hai ông ngủ chung cái nhà trọ. Rồi bây giờ là hai ông giảng viên dựng một cái diễn đàn. Ông thứ nhất cũng nói bây giờ đây tôi nói cho kia nó biết, nó cho nó biết cái tài năng của tôi. Hỏi dùm khách đi núi, khách mới không à, ăn chay 4 ngày chưa có nổi nữa. Mà ông vô ông giải cái đề tài đại đạo giáo văn văn bắt chi. Ông giải cái bài không không á, đặng cho thể hiện cái cao cái bản ngã của mình, đặng chọc cái kia mà. Rồi khách ngơ ngác luôn, tại vì không không ở dưới cũng không biết gì luôn. Dùng 4 ngày không có mà giải cái gì cũng không 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 ở trên rồi biết gì đâu, cũng không luôn. Rồi tới cái ông thứ hai ông nói được, tao đâu có thua đâu. Ông lên ông giải cái đề tài cầu ngã kiến văn tối thông đa. Cầu ngã tức là cầu gãy. Kiến văn nó tức là nó ở trong nó túa ra là nhìn thấy tối mắt luôn. Cầu ngã kiến văn tối thông đa. Thế nó giải lại dưới tối hụ mắt luôn, không biết vậy chứ. Hỏi hai ông đấu với nhau mà chết là chết khán giả chứ á. Là cũng do đâu, là do cái danh dự không, cái bản ngã không đó. Còn cái đợt rồi đi núi nè, đi có Nút Hiếu nè, đi chung với anh nè. Hỏi anh coi đó, mình nói ra thì xin thưa cái chỗ này băng đĩa có quay cắt bỏ chỗ này không, ta cười mình. Anh Lúc Hiếu nhớ đợt rồi trùng cái đòn của anh đó, ba cái đòn nhập lại mà chia ba cái diễn đàn, anh thấy chịu nổi không? Rồi ai nói ai nghe. Mà một cái nhà trọ, phải chi mà ba cái nhà trọ, chỗ ông chỗ không sao, ba ông trưởng đòn mà chia ra ba cái diễn đàn, mạnh ông nào nó nói vậy đó. Khách ai mới gom gì đó. Khách của tôi là không cho qua bên kia gì luôn đó. Rồi hoàn hảo chỗ nào nữa, nếu chỗ này mình cắt bỏ chỗ năm thôi, ta cười hoàn hảo mình chết luôn. Hòa hảo đó là phải thương nhau, hòa hảo thì phải hảo hòa, không hòa không hảo ra làm gì. Thôi bây giờ mình gom lại đi, một người nói cũng được rồi, đâu cần nhất định là đòn của tôi phải nói, dùng đưa đò thí mà cũng dành lộn nữa. Phải chi mà nói đạo mà nói xong cái bữa nó phát được 200 ngàn cũng dành nói nữa chị. Ngặt nói có các bạc nào đâu mà cũng dành nhau nói, giống đưa đò thí mà cũng dành lộn đưa nữa. Thì anh này đưa mình khỏi đưa, cái anh này cũng nói đạo cho ai, nói cho người ta tu mình cũng nói người ta tu, cũng nói là sáng giá của đạo thầy thì mình cũng vậy. Thì thôi ảnh nói được thì cái giờ sau mình nói, hay là nói đợt này cái đợt sau mình nói, mất mát đâu. Nên do gì chúng ta chấp cái bản ngã của mình không, cái gốc mê vững không được, nên thành ra trong anh em nội bộ nó lộn xộn hoài. Con nhớ một chuyện Tàu bên Trung Hoa đó, là ông Liêm Pha và Lạng Tư Như nổi hơn, tài hơn, chức phận cao hơn, mà mỗi lần gặp ông Liêm Pha là Lạng Tư Như trốn né hoài. Thì mọi người tướng sĩ ông nói đó, tôi theo tôi hầu ông, tưởng ông là cái người tài giỏi anh hùng, mà cái ông mà Liêm Pha đó chức phận nhỏ hơn, kém hơn ông, dở hơn ông, mà cứ gì gặp ông né hoài gì. Thì Lạng Tư Như mới trả lời, ngươi nghĩ đi, cái ông Liêm Pha đó ông có mạnh bằng Vua Tần không?
mà ta đó, ta dám chữ vua Tần trước mặt ba quân ta không sợ. Há gì ta sợ cái tên mà Liêm Hoa. Sở dĩ mà ta nhịn Liêm Hoa đó là có cớ của ta. Nước Triệu chỉ có ta và Liêm Hoa là hai tướng tài, giống như mà con cọp mà có hai cái cánh vậy đó. Nếu như đấu đá nhau, cánh này gãy cánh kia cũng bị thương yếu thế, là vua Tần qua lấy cái nước Triệu của mình là chết nhân dân của mình. Cho nên ta nhịn ở đây là ta nhịn vì vua, là vì bá tánh, chứ ta không phải ta nhịn sợ Liêm Hoa. Nói tới đây thì tướng sĩ mới biết được ông này là đức hy sinh. Vậy thì thưa quý vị, anh em đồng đạo của mình, ai hơn mình thôi mình nhịn. Ai muốn cao cho người ta cao. Mình nghĩ nếu như mình mà cử với nhau, mình không thuận nhau, thì cái đạo của thầy mình ta sẽ mỉa mai. Cho nên mấy ông đạo ông tu mà còn hờn dẫn như hoài, muốn vô đó hạnh phúc mà tàn mà thấy khổ đau. Nó yếu thế cái đạo đức, không có làm gương được. Nên bây giờ làm sao đó, là chúng ta nghĩ là mình vì thầy, vì giáo lý. Cũng đồng thời cái diễn đàn đó, nếu như mình nói một lần mà để mắt anh em giảng viên kia ganh tị, thà là không nói. Để cho anh em nào nói được nói đi. Mình giữ cái đức hy sinh vậy đó, hòa vậy đó, thì đạo của thầy mình sẽ được nhiều người ta quý trọng. Người ta sẽ đến đây người ta xem, người ta nghe. Còn bây giờ giữa anh em mà mình ganh tị nhau một buổi nói pháp đó, bữa nay là tôi nói mới được. Tôi nói hay hơn, tôi nói ăn khách hơn, cái ông vợ là ông phải ghét mình rồi. Rồi giữa hai ông này ghét nhau, mai mốt có đám dỗ đi nữa, ông dễ dĩ mời mình. Phải không? Mà không mời thì cái ông này ông nói hay ổn. Thế chú Tư Phương đi nói đạo, mà ông có cái tánh khiêm nhượng, khiêm tốn. Anh em nào nói được là ông sẵn sàng chia sẻ. Chứ phải chứ diễn đàn nào cũng có chú hết trơn, bây giờ gặp Tư Phương tôi cũng xá ông luôn đi. Nhờ ông chia sẻ với anh em mà mình có thấy đứng gì nè. Chứ lúc trước con không biết nói pháp gì đâu, có những đàn nó non, nó để là lên nói từ từ mới được ngày hôm nay. Chứ ông dần tới giờ con gặp ổng con không biết gì đâu. Nhờ những anh em hy sinh gì đó ở cái đạo mình mới mạnh. Rồi nhờ hy sinh gì đó ở xứ trên con á, chẳng có đám dỗ ông mới mời chú Tư Phương. Tại vì ông này ông có cái đức hy sinh. Còn mà ông bản ngã quá thôi, ông đó ông dành nói mình ơn, ông ở đây mình nói mình ơn lợi cho nó quề. Là vậy là hòa hảo, biết rồi ở góc nơi hết trơn hết hòa hảo. Đó, thì bây giờ tóm lại là dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét. Nếu lòng mê hết rồi thì cái hờn ghét không còn. Bản ngã mình không có thì ai nói gì nói. Ai muốn dành đó nhiêu đó là dành. Thầy nói kêu thần hay gọi bằng ông cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Muốn cho dân hiểu đạo màu chứ không muốn chùa lầu cho cao. Ông kia làm từ thiện được, ai cũng uy tín trên á. Người ta gửi tiền ông kia, không gửi tiền mình là mình ganh tị với người ta nữa. Nó lạ vậy đó. Thôi thì ông đó làm từ thiện được, cứ việc làm đi. Còn thầy của mình, nếu như mà thầy chấp nhận thọ của thế đó quý vị, hoặc là địa vị cao đó ha, là 19 tầng lầu nữa đó, là cũng có nhà cắt lên tới chển mà thầy đâu có cần đó. Còn hôm nay mình đệ tử của thầy thì chúng ta cũng ít nhiều mình học theo cái gương đó. Có vợ có con thì cũng làm, có chút đỉnh xây sở, còn độc thân mà đòi kiểu đó thôi, ở lại trần gian tiếp tục tập 2 nữa. Ha Hoàng Quỳnh à, thì muốn phá được cái mê tâm thì chúng ta phải quán xét được đó là con đường sinh tử luân hồi, và đó là cái nghiệp làm cho chúng ta khổ đau và không có tiếng tâm đối với xã hội và không làm gương được cho ai. Tiếp tục Đức Thầy dạy là ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Giờ sắp hết rồi, cái phần này 5 phút sau con lượt lại. Muốn cho phá cái cơn mê thì ngày xưa đó, đạo Phật Thích Ca Mâu Ni dạy pháp môn tu thiền. Cổ dĩ tâm thanh ly khổ hải, thời buổi hạ quân này kim tùng tánh tịnh sức mê đồ. Thầy dạy niệm Nam Mô Đà Phật dễ. Cái giấc này mà có vợ có con mà ngồi tham thiền nhập định ngồi không nổi. Nó nói mằng tối ngày ở ngoài đồng nó vô ngồi thiền sao ngồi nổi. Ngồi nhớ ba cái ruộng, ba cái dưa hấu rồi không. Sao mà nhớ được. Nhưng mà ở ngoài đám dưa hấu của Nam Mô với Đạo Phật. Thế nó ba mắm. Ở trong cây kiển của Nam Mô với Đạo Phật. Nấu bữa cơm Nam Mô với Đạo Phật. Chạy xe đi nắm tình của Nam Mô với Đạo Phật. Niệm liên tục ở trong lòng đi viết rồi cái cơn mê mà nó sẽ bứng ở nào không hay. Tại vì niệm tới khi mà nhất tâm bất loạn thì các tình trần, cái tình dục và trần thế này không có làm gì mình niệm được. Đó. Rồi bây giờ niệm Phật để chi? Để bứng cái mê trong lòng. Mà làm lành á, lại bớt đi cái lòng ham của chúng ta ở mặt hình tướng. Nhà cửa, nhà lầu, xe hơi khi mà mình có rồi đó, mà có tiền á, mình xích mình cho người ta, không lẽ mình thâu vô làm gì không? Mình á, là có tiền mình còn bố thí ra, không lẽ làm từ thiện mình nhính mình giữ miếng làm gì? Đã của mình còn cho người ta rồi mình đi thâu vô làm chi? Cho nên là làm thành đức thầy dạy, làm lành để bớt đi cái mê của việc trần gian.
và niệm Phật để bứng đi cái mê tâm hồn. Mà xin thưa quý vị, kéo che đến thật nồng che cháy, thành tâm thi cột đáy tâm minh. Nếu mình tu được tận tình thì liên qua chính phẩm về mình một ngôi. Nếu như chúng ta hết sức, hồi xưa đó người ta đâu có dụng mà hột quẹt đâu, người ta lấy cái che người ta cả nha nè, cả cả cái nấm mà đến chừng nó đủ độ hay nó bật lên nó cháy. Còn mình tu tới cái sức thành tâm đàng hoàng đi, tự nhiên trí huệ pháp khai sẽ có một ngày. Còn cái cơn mê của mình đó, xin thưa với cô bác, con nói câu này là mình nói theo sách vở nha. Trên cuộc đời này nếu như ai mê cái chữ tình, bảo đảm không có ai nặng bằng cái cô Ma Đăng Già chứ. Mà người ta tu người ta còn đắc đạo nổi. Ma Đăng Già thương A Nan mà gượt A Nan về tới tỉnh xá luôn đó. Đức Phật nói thương cái gì mà thương dữ vậy Ma Đăng. Nó bạch Đức Phật, con thương gì xuống mũi A Nan dọc dừa, thương gì cái chán A Nan, thương gì đôi mắt. Đức Phật thiết vào pháp ngũ tịnh nhìn thấy muốn ói luôn. Nhưng mà Ma Đăng nói bạch Đức Phật, ngài nói gì ngài nói con thương là thương à. Hết thuốc chữa luôn. Đức Phật nói được, ngươi ý ngươi muốn gì nói Đức Phật, làm cách nào miễn tác hợp cho con với A Nan là được. Đức Phật nói nếu như muốn tác hợp A Nan ta sẽ tác hợp, trừ ra một điều, ngươi phải tu đắc A La Hán thì ta sẽ gả A Nan cho. Đồng ý với Đức Phật liền, mà đâu biết A La Hán là cái vụ gì. A La Hán là người ta đắc đạo, người ta hết mê mà cổ cũng không có hiểu luôn, miễn là có A Nan là được. Rồi về nhà nói mẹ ơi chuyện này con xuống tóc con tu đắc A La Hán là có A Nan. Bà nói con bị ông cù đàn ông gạt rồi, làm gì A La Hán mà có vợ có chồng. Rồi giờ đây xuống tóc luôn cái người đẹp, một cái người mỹ nữ vậy đó mà vì thương A Nan mà dám cạo cái đầu luôn. Ngồi trong cái cửa thiền, Đức Phật dạy bữa nay tụng kinh, bữa nay thân thiền, càng tinh tấn chừng nào là nó càng mau có A Nan chừng nấy nghe mới đăng. Thưa quý vị, cái sự tinh tấn không gì bằng hết trơn. Tại vì cái người nào mà có chí hướng là tu tinh tấn dữ lắm. Cái cô Ma Đăng đó, cổ tinh tấn không phải vì muốn thành Phật, thành tiên không biết, mà tinh tấn là vì có A Nan. Người ta ví dụ như 8 tiếng đồng hồ, người ta ngủ còn cổ chừng độ chừng khoảng chừng 3 tiếng à, còn 5 tiếng kia đang tu siết đang có A Nan mà. Tu tới cái khi mà trong cõi lòng chúng ta không có còn bóng tối nữa, ánh sáng trí tuệ của Ma Đăng bật lên, thì lúc bây giờ Ma Đăng già thoát cái nghiệp mê lầm, quỳ bạch Đức Phật cho con tháo mở cái lời thề lúc trước. Lúc này đắc đạo rồi đâu có còn thương Ma Đăng, A Đăng làm cái gì nữa. Cái lúc còn mê thì còn nhiễm, còn thấy, còn phái. Nhưng mà khi giác ngộ rồi giống như cái ly nước trong rồi, đâu có còn cặn cáo. Dù lắc bao nhiêu đi nữa cũng vẫn là trong. Thưa quý vị, cái nghiệp tình ai bằng Ma Đăng già mà người ta bỏ còn được. Đó. Rồi cái nghiệp tiền tài danh vọng có nói đủ thứ trên. Còn ông nọ ông phái tiền phái vàng, ông ngoài chùa đó ông nói cuộc đời khổ quá phải có vàng không chịu. Nhìn vô bên trong, trong chùa nó có cái chảo bằng vàng, ông nói mình lụm cái chảo bằng vàng này về nhà là giàu có luôn, ai bằng mình. Mà cái lực của nhà chùa là muốn vô trong cái chùa đó phải cạo đầu. Ông này ông nói phải hy sinh cái đầu tóc mới được, hy sinh cái mái tóc này đặng vô trong. Trời nào mấy ông thầy mà ông lơ là ông đi chỗ khác đó là ginh cái chảo vàng đi về liền, chủ yếu tính nhiêu đó thôi. Rồi vô trong gặp thầy cũng phải ngồi tụng kinh, tới giờ cũng giờ sám hối. Ông tu quyết rồi cái tự nhiên cái lòng ngộ đạo nào không hay. Ông lại cháu vàng, ông xá ba xá, ông lại chú ông lại. Thầy nói sao kỳ vậy, con không lại Phật, lại Thánh, lại ta, lại cháu vàng. Nói thưa thầy, tại vì cái ngày đầu tiên con vô đây con tu không phải vì đắc đạo con tu. Tại vì con phái cháu vàng này con vô. Tính chừng nào mấy thầy mà đi khỏi đó con lụm cái cháu vàng. Nhưng mà vô đây ngồi tu thời gian sau đắc đạo ngộ nào không hay. Thôi bây giờ là con hết mê rồi, cháu vàng không cần thiết nữa. Thì thưa quý vị, ở đây con nói là cái chữ tình hay là chữ tiền vật chất trong cuộc đời nó là tổng thể trong sự mê nha, chứ không phải cái chữ tình không, mà nó còn nặng nề những cái vật khác nữa. Như nãy con thí dụ là cái trái ớt hoặc ly trà đường hay là một ly cà phê đen bằng cờ tướng. Nói chung là tổng thể cuộc đời này mình còn dính cái gì dù nhỏ đi nữa chúng ta cũng gọi là mê hết. Nếu như ai tu giải thoát thì chúng ta hãy đoạn những cái này, còn tu trong luân hồi thì vẫn còn. Cho nên mai mốt mình đi đám mình gặp ông đạo ông tu mà còn hút thuốc là mình biết ông tu trong luân hồi, không có gì lại phải khó khăn nữa trên đó. Dạ. Rồi mình thấy tu sao ổng không đi đám từng mà ổng ngộ đến cờ tướng không à. Nói ông đạo này tu đến cờ tướng, mình nói gì còn nghiệp ta, tại vì ổng tu trong luân hồi. Ổng chọn con đường đến cờ tướng, ổng chọn đường luân hồi cho nên ổng vậy. Còn tu thấy sao ổng trầm quán, tại vì ổng tu trong luân hồi. Chứ mình mới mốt mình có câu trả lời, mình nói tại sao đồng thời tu ông kia người ta ngồi niệm Phật mà ông này ngồi trong cái bàn cờ tướng. Người ta tu người ta ngồi đọc sách mà ông kia ông ngồi trong bóng đá, là tại mấy ông kia ông tu trong luân hồi. Thì cái việc đó là cái quyền của người ta, mình vị trí của mình là tu giải thoát. Thôi quý vị,
thì thời gian ban tổ chức cho hay cũng đang hết giờ. Con xin tóm lại là cái chủ đề tài dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, gán cần chuyên niệm Phật làm lành. Thì trong cái cõi sanh tử luân hồi này, Đức Phật đã bảo là hữu ái tắc sanh, ái tận tắc diệt, cố tri sanh tử do ái vi bổn. Có nghĩa là do cái ái mà chúng ta đầu sanh, do mến cái ly mà mình trở lại, do mến cái nhà mà chúng ta trở lại. Hôm nay sống trong cõi tục, lòng chúng ta không dương tục. Hãy trầm tặng quay hồn trong định tĩnh, bước đường trần ta quyết định lối đi. Dù gian nan khổ khó chẳng ngại gì, điều điều bước đi về nơi bản nguyện. Thuận với nghịch lòng ta đừng sao xuyến, ghét cùng thương biểu hiện của vô minh. Trở về ta để sống lại chính mình, để tìm thấy một tình thương bất diệt. Sống không giận hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống dâng lên cho kịp ánh ban mai, sống trang hòa như người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vắng dương. Sống an vui danh lợi mãi sanh thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chúc cô bác anh chị em được nhiều an lạc. Rồi, trả nợ được thấy khỏe đó. Cần là một vị đạo Phật, xin cảm ơn anh Phạm. Mình nói ra mấy ông đời vì chuyện nhân đạo cũng nhiều chuyện đó chứ bộ. Dạ. Nhưng mà quý vị mình biết chứ, ở đời chúng ta nếu như nhiều chuyện đó là chúng ta phải đòi chối, phải khổ sở. Mà ông đạo nhiều chuyện đó riêng gì để nhắc nhớ chúng ta thấy những cái bài học, những kinh nghiệm để chúng ta trường ra. Hai quý vị, dạ, ngồi vị đạo Phật. Thì một lần nữa thay mặt ban tổ chức cũng như đồng đạo ở đây, xin cảm ơn anh Phạm.